Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Pháp vi diệu bất sâu vô lượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp, con nay thấy nghe được thọ trì nguyện hiện để chơi thập của Phật. Nam Mô U Minh Giáo Chủ Hoàng Nguyện Độ Sanh, địa ngục vị không thể bắt thành Phật, chúng sanh độ tạng phương chứng Bồ Đề, Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bồ Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bồ Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bồ Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Quyển Thường. Thần thông trên cung trời đau lợi phẩm tượng do Phật hiện thần thông, ta nghe như thế này một thuở là tại cung trời đau lợi, đức Phật vì thánh mộng mà thuyết pháp. Lúc đó Bất Khả Thuyết, Bất Khả Thuyết, tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn, để điều phục chúng sanh căn cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khi trong chư Phật đều thay sai thì giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vườn mai sáng rỡ lớn, như là vườn mai sáng rỡ đầy đủ, vườn mai sáng rỡ đại từ bi, vườn mai sáng rỡ đại trí huệ, vườn mai sáng rỡ đại bát nhã, vườn mai sáng rỡ đại tam muội, vườn mai sáng rỡ đại kiết từ, vườn mai sáng rỡ đại cực lực, vườn mai sáng rỡ đại công đức, vườn mai sáng rỡ đại quy y, vườn mai sáng rỡ đại thẳng thẳng, vân vân. Đức Phật phóng ra Bất Khả Thuyết, vườn mai sáng rỡ như thế, rồi là phát ra các thứ tiếng vi diệu, như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tự hỏng, tiếng đại sư tự hỏng, tiếng mây sập, tiếng mây sầm lượng, trời rồng vân vân hội hợp. Khi Đức Phật phát ra Bất Khả Thuyết, Bất Khả Thuyết, tiếng vi diệu như thế xong, thời cõi vô lượng ức hàng trời rồng quỷ thần ở cõi Ta Bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung trời đau lợi, như là trời tứ thiên vương, trời đau lợi, trời chu diệm ma, trời đau xúc đà, trời hóa lạc, trời hoa tha, hóa tự tại, trời phạm trụng, trời phạm phù, trời đại phạm, trời thiểu quan, trời vô lượng quan, trời quan âm, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biển tịnh, trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả, trời nghiêm xuất, trời vô lượng nghiêm xuất, trời nghiêm xuất quả thiệt, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc vô cánh, trời ma hê thủ la, cho đến trời phi tưởng, phi phi tưởng sử. Tất cả thiên chúng lâm chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp, lại có những vị thần ở cõi Ta Bà cũng cõi nước phương khác, như thành biển, thành sông, thành rạch, thành cai, thành núi, thành đập, thành sông trầm, thành núi mại, thành trụ ngay, thành trụ đêm, thành trụ hư không, thành trụ trên trời, thành trụ ăn uống, thành cây cỏ, vân vân. Các vị thành như thế đều đến hội họp, lại có những đại quỷ vương ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác, như ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ quyên vương, đạm thay loạn quỷ vương, hành bình vị vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ai kính quỷ vương, vân vân. Các quỷ vương như thế đều đến hội họp. Đức Phật phát khởi: Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: Ông xem, có tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng quỷ thần ở đó, trong thế giới này cùng thế giới khác, trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đến hội họp tại cung trời đau lợi như thế, ông coi biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đến trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đến tay vô Phật nhà xem, hãy còn không đếm xiết. Số thánh phẩm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát, từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, hoặc chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: Từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng đạt chỉ của ngài. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời liền tin nhận, còn hàng tiểu quả thanh văn, trời rồng tám bộ chúng và nhận chúng sanh trong đời sau. Dầu nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ, dầu có lấy văn đi nữa cũng chưa khỏi hiện bàn. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhưng địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Vĩ như bao nhiêu cỏ cây, lùm rừng, lúa mè, chi lau, đá núi, bụi bặm trên cõi Ta Viên Đại Thiên, cứ một vật là một sông hàng, rồi cứ số cát trong một sông hàng, một hạt cát là một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hạt bụi nhỏ là một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa Bồ Tát đến nay, nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là những thuở ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở Bạc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Này Văn Thù Sư Lợi, ôi thần, thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng vãi lạy, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cũng dương nhận đến vị, hoặc đắp sơn hình tượng của người Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sanh lên sáu tự, sanh lên cõi trời đau lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Trưởng giả tự phát nguyện: Này Văn Thù Sư Lợi, trải qua Bất Khả Thuyết, Bất Khả Thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tử. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiểu là sư tử phóng tấn cuộc túc vạn hạnh Như Lai. Trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nhìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hạnh người gì mà đạo tốt đẹp như thế. Khi ấy, Đức sư tử phóng tấn cuộc túc vạn hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng: Muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này, còn phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sanh bị khốn khổ. Này Văn Thù Sư Lợi, trưởng giả tử nghe xong đều phát nguyện rằng: Từ nay đến cuộc số chẳng thể kể xiết, ở đời sau tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện, làm cho chúng đó được giải thoát hết cả.
rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi ở trước Đức Phật sư tự phóng tấn cục túc vạn hạnh nhưng lai ngài lập nguyện rộng đó, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ngốc vô số các cả thuyết kiếp mà ngài vẫn còn là vị Bồ Tát. Bà La Môn nữ của mẹ là thuộc Phật khải tư nghĩ vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ngốc vô số kiếp. Trong thời Tượng Pháp có một người con gái dòng Bà La Môn, người này nhiều đời chữ phước sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tai đạo thường khinh thi ngôi Tam Bảo. Chủ ấy mặc dầu thánh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà mẹ người sanh tâm chánh kiến. Nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn, chẳng bao lâu bà ấy chết thành hồn sa đọa và vô gián địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, được chắc phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đọc sắm sửa nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cũng rồi đem cũng dương tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương đáp vĩ oai dung đủ cả tôn nghiêm, thánh nữ trên bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kính ngưỡng, lại tự thâm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi khóc tôi đến bạch hội Phật, chắc thế nào cũng đã mẹ tôi sanh vào chỗ nào. Nghĩ đến đó thánh nữ buồn tủi rơi lệ trăm nghìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng như trên hư không có tiếng bảo rằng: thánh nữ đừng khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thanh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vải rằng: đức thần nào đó mà dạy bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sanh vào chỗ nào. Bỗng trên hư không lại có tiếng bảo thanh nữ rằng: ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, bạn ngươi đương chiêm bái đó. Thấy ngươi thương mẹ, nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bảo. Thanh nữ nghe nói xong liền tiếu xỉu xuống, tay chân mình mãi đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy. Một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng trên hư không rằng: cứ xin đức phật xót thương bảo ngay cho rõ chỗ thác sanh của mẹ con, nay thân tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: cũng như sau ngươi mong mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta thì ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thánh nữ trở về nhà, vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai chạy suốt một ngày một đêm. Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đã sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng cách bay nhảy trên mặt biển chạy rảo bên này xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái xấu nhường đến nhìn mua thật chìm thoạt nổi ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạ xoa hình thù đều lại lùng hoạt, nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu, vân vân răng nanh chữa ra ngoài, miệng biến nhọn dựng gươm lùa người, những người tội gần thú dữ. Rồi quỷ lại chụp bạch người tội, túm góp đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vu Độc đến cúi đầu nghinh tiếp, hỏi thánh nữ rằng: hai thái Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chỗ này? Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng: đây là chỗ nào? Quỷ vương Vô Độc đáp rằng: đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Tiếp Phi. Thanh nữ hỏi rằng: tôi nghe trong núi Tiếp Phi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng: thì có địa ngục. Thanh nữ hỏi rằng: nay tôi làm sao để đến được chốn địa ngục đó? Vô Độc đáp rằng: nếu không phải do oai thần còn phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra ác không bao giờ có thể đến đó được. Thanh nữ lại hỏi duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế và có những người tội cùng với các thú dữ. Vô Độc đáp rằng: những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đệ mới chết. Trong khoảng 49 ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt của nạn cho. Lúc sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã cái tạo mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục. Tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cách biển này 10 muôn gia tuần về phía đông lại có một cái biển, nhưng sự thống khổ trong biển đó gấp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó càng tội hơn. Nó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ hỏi quỷ vương Vô Độc rằng: địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng: trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thì có 18 chỗ, bậc kế đó có 500 chỗ đủ không lường sự khổ sở, bậc kế nữa có đến 1.000 cũng đầy không lường sự thống khổ. Thánh nữ là hỏi quỷ vương rằng: thân mẫu của tôi mới khuất gần đây không rõ thành hồn của người phải xa vào chỗ nào? Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng: thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng: thân mẫu của tôi mê tín tà đạo khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng kỉnh, dầu có công bao lâu mà chưa rõ độ lạc vào đâu. Vô Độc hỏi rằng: thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng: thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn, thân phụ tôi hiểu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiểu là Duyệt Đế Lợi. Vô Độc chắp tay thưa thánh
nữ rằng: Xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ duyệt đế lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phật lành cũng như chùa tháp thờ được giác hoa đền từ tại vương Như Lai, chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát rằng thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đẳng thác sanh cả. Nói xong, quỷ vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bấy giờ thánh nữ dường chim bao trực tỉnh rồi biết việc cả rồi, bèn đối trước tháp tượng của Đức Giác Hoa Đền từ tại vương Như Lai mà phát lời nguyện rộng lớn rằng: Tôi nguyện từ nay nhận đến đời vị lai vì những chúng sanh mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều phương trước làm sao thông đá được giải thoát. Tức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Quỷ vương vô độc trước nay, trước đó nay chính là ông Tài Thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bệnh Nguyện Phân Thân Tập Hội Phẩm thứ hai, hóa thân cùng quỷ thuộc. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ngốc, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đau Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi trò nghiệp đạo ở mười phương cũng đều đông đến số nghìn muôn ngốc na do tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó thể đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho chủ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác chọn không còn thể chuyển. Những chúng đã từ kiếp lâu xa đến nay cho lan trong vòng sanh tử ở trong sáu đường, chịu những điều khổ sở không có lúc nào cảm tạm ngừng dốc. Nhờ lòng từ bi lớn và thiện nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Tại chúng đó khi đến cung trời Đau Lợi, lòng họ vui mừng hưởng hở, chiêm ngưỡng được Như Lai mắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai ăn uống ủy thác, bấy giờ Thế Tôn giơ tay sắc tàn xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát ở trăm nghìn muôn ngốc, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà bị dạy rằng: Ta ở trong đời ác ngũ được giáo hóa những chủ sáng căn cường như thế, làm cho lòng chúng nó điều phục bỏ ta về chánh. Nhưng trong mười phòng vẫn còn một hai phần chúng sanh kia theo tánh ác, muốn đổi chúng đó ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sanh đó hoặc có người căn tánh sáng lễ nghi pháp của ta thời liền tỉnh dần, hoặc có người phải ăn cần khuyên bảo được thành tựu được tiền quà, hoặc có kẻ bị tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tinh nhung mồ. Ta phân ra nhiều thân độ thoát nhận hạ chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra thân núi rừng núi sông ngoài ao rạch suối, làm lợi ích cho mọi người để vừa đủ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quán thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni ô bà tát ô bà di. Nhận đến hiện ra những thân thanh văn la hán tích chi phật và bồ tát để hóa độ chúng sanh, chứ chẳng phải chỉ có thanh phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sanh căn cơ đầy tội khổ khó khai hỏa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa được phục được thời phải theo nghiệp thọ bạo. Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường giữ chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nguyện nhớ ta ở cung trời Đau Lợi ăn còn khó trước đây là gắn đồ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà nay này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật được Đức Phật thọ kỵ. Bây giờ những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình cơ lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: Từ số kiếp lâu xa đến nay con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ dắt dìu làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thanh hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ngốc hàng hạ xa thế giới. Trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ngốc thân, trong mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ngốc người, làm cho quy kính ngôi tam bảo, khỏi hẳn vòng sanh tử hưởng vui niết bàn. Những chúng sanh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ hạt chỉ bàn chừng mãi lông tóc con đều đổ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cuối mong Đức Như Lai cho vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cuối mong Đức Như Lai cho vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật 3 lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Hay thay, ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện. Từ số kiếp lâu xa đến nay thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sanh trong rồi, thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Quỳnh Nhường Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Phẩm thứ 3 Phật Mẫu Thưa Hội. Lúc đó Đức Phật Mẫu là bà Ma Dê Phu Nhân chắp tay cung kính mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thánh giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi có Phật Pháp, nơi thời không Phật Pháp, nhận đến các bậc thanh văn và bậc tri Phật văn văn cũng sai khác như thế, chứ chẳng phải chỉ riêng tội báo ở nơi địa ngục sai khác thôi đâu. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng: Tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề trước cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thánh mẫu, trong mong ngài lòng nghe nhận lại, tôi sẽ lược nói việc đó.
Thánh Mẫu bạch rằng: Xin Thánh giả nói cho Bồ Tát được thuật. Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng: Danh hiệu của những tòa bảo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây. Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục mãi để nhìn muốn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh nào có lòng ác làm thân Phật bị thương chạy mẫu, khinh chê ngôi Tam Bảo, chẳng tỉnh kinh điển cũng phải bị đọa vào vô gián địa ngục trong nhìn muốn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Là có chúng sanh xâm phẩm của thường trụ ô phạm tăng ni làm tứ tình, hoặc tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn trường chiều hoặc bị khắc hại, những chúng sanh đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh giả làm thầy sa môn thì thật tâm chẳng phải sa môn, làm dụng của thường trụ trái phạm giới luật và cảm hàng bạch ý tạo nhiều điều tội ác, hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục văn văn của thường trụ cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh Mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như trên đó thôi phải đọa vào địa ngục của vô gián, cầu tạm ngưng sự đau khổ trong khoảng một niệm cũng không được. Bạch Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Địa Tạng Bồ Tát: Thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh Mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thích Phi lớn có 18 chỗ, thứ kế có 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau, thứ kế lại có 1.000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp vòng ngục thành hơn 8 muôn dặm, thành đó thùng bằng sắt cao đến một muôn dặm, lửa cháy trên thành không có chỗ nào hội trọng. Trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác, riêng có một sở ngục tên là vô gián. Ngục này cho vi một muôn 8.000 dặm, tường ngục cao 1.000 dặm toàn bằng sắt cả. Lửa cháy hực hỏi xuất trên xuất dưới, trên tường ngục rắn sắt cho sắt phun lửa đuổi chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp một muôn dặm, một người thọ tội thời tự thấy thân mình nằm đầy chặt cả giường, đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân của mình nằm đầy chặt cả trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm vợ như thế. Là những người tội chịu đủ sự khổ sở, trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng với loài ác quỷ đang nam biến nhọn giường gươm, cặp mắt sáng chói như chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, móc cuột cầm chặt. Lại có quỷ dạ xoa khác cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng vân vân, rồi dồi lên chân không lấy chĩa hướng lại để trên giường. Lại có diều hâu bằng mắt sổ, bằng sắt mổ mắt người tội. Lại có rắn sắt cắn đầu người tội nơi lông nốt khắp trong thân thể, đều lấy đinh dài đóng xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cày bừa trên đó, lôi kéo người tội nước đồng đổ vào miệng, nhai sắt nóng đảo quánh lấy thân người tội một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại. Do vì tội nghiệp mà cảm lấy như thế, trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hoại thời sanh nhiều qua địa ngục ở thế giới khác, lúc thế giới khác đó hư hoại thời lại sanh vào cõi khác nữa, lúc cõi khác đó hư hoại cũng thời xoay vòng sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong, thời sanh trở về thế giới này, những sự tội bảo trong ngục vô gián như thế đó là địa ngục đó do năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. Năm điều đó là những gì? Một, tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngớp nên gọi là vô gián. Hai, mọi người tội thân đầy chặt cả ngục, nhiều người tội mỗi thân cũng đều đầy chặt cả ngục nên gọi là vô gián. Ba, những khí cụ để hành hình tội nhân như chĩa ba lại diều hâu, rắn sói chó có giải có xây cưa, đục dao mát chảo dầu soi, nước sắt dây sắt lửa sắt ngựa sắt da sóng nhìn đầu, nước sắt nóng rứa thân, đó thời ăn hoàng sắt nóng, khác thời uống nước sắt soi, từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp, những sự khổ sở nói nhau không luôn không một giây ngừng ngớp nên gọi là vô gián. Muốn không luận là trai hay gái, mường mã ngồi rời già chỉ sang hiền, hoặc là rồng là trời, hoặc là thần là quỷ, hệ gây tội ác theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gián. Năm, nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, mỗi một ngày đêm muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngưng trừ khỏi một niệm cũng không đặng, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sanh, do vì lễ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng: Nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế, nếu nói rộng ra thời tên của những khí cụ để hành tội cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó dẫn đến một suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Và Ma Gia Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, khôi xiết la rồng, bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Vẫn Nguyện Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh Phẩm Thứ Tư, Bồ Tát Phân Chỉ. Lúc đó Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nương xúc ai thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này ở khắp trăm nghìn muôn ngốc thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai thôi chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Đây con là Đức Như Lai phát trúc, từ nay đến khi Ngài A Sạt Đa thành Phật làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đặng lột thoát. Xin vâng bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ la. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng:
Những chúng sanh mà chưa được thoát khỏi tánh thức của nó không định hiểu quen làm giữ thời kết thành nghiệp báo giữ, còn quen làm lành thời kết thành quả báo lành. Làm lành cùng làm giữ tùy theo cảnh duyên mà sanh ra lăn mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngớp, mê làm chứng nặng trải đến kiếp số nhận như bi trần, ví như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước chảy, thoát được tạm ra rồi mắc ra rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo người đến những chúng sanh đó. Đời trước ông chốt đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát thêm những rộng lớn đủ hết tất cả chúng sanh bị tội khổ thời tắc còn la gì. Đừng tự tại vương bạch hỏi, khi Đức Phật dạy lời như thế xong, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiện là Đừng tự tại vương ra bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thêm nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế, vui mong Đức Thế Tôn được nói cho. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Đừng tự tại vương Bồ Tát: lắng nghe hãy kéo suy xét, ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng. Ông vua nước Linh Cảnh, vua lượng vua số na sa tha bất khả thuyết kiếp về thuở trước, lúc đó có Đức Phật ra đời hiểu lại nhất thiết trí thành tựu Như Lai ứng cúng chánh kiến chi minh hành tốt thiện thể thế san giải vô thượng sĩ đều ngồi chuẩn phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đã thọ sau muôn kiếp, khi ngài chưa xuất gia thời ngài là vua một nước nhỏ kia, kế bà cùng với vua nước Linh Cảnh hai vua đồng thực hành mười hạnh là làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước Linh Cảnh đã phần nhiều tạo những việc ác, hai vua cùng nhau bàn tính tìm những phu trước để dắt dìu dân chúng ấy. Một ông phát nguyện: tôi nguyện sớm thành Phật sẽ độ dân chúng ấy làm cho đều được giải thoát không còn thừa. Một ông phát nguyện: như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đặng an vui chứng quả bồ đề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật. Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: ông phu phát nguyện sớm thành Phật đó chính là đức nhất thiết trí thành tựu Như Lai, còn ông vua phát nguyện độ chưa hết những chúng sanh tội khổ thời chưa nguyện chuyển thành Phật đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Qua một cửa mẹ lại vua lượng vô số kiếp về thuở trước, có Đức Phật ra đời hiểu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp, trong thời mặt pháp có một vị La Hán quốc đức cứu độ chúng sanh, nhân vì đi từng tự dầu hỏa mọi người La Hán gặp một người nữa tên là Quang Mục, nàng này sắm sửa đồ ăn cũng dường La Hán thọ cũng rời hỏi nàng muốn những gì. Quan Mục thưa rằng: ngày Thanh Mộc tôi pháp tôi làm việc phước thiện được nhờ đó này cứu bớt Thanh Mộc tôi, chẳng rõ Thanh Mộc tôi thoát sanh vào đường nào. La Hán nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sát, thời thấy bà mẹ của Quan Mục đọa vào chỗ địa ngục ặc khổ sở. Quan La Hán hỏi Quan Mục rằng: Thanh Mẫu, ngươi lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải đọa vào chỗ địa ngục ặc khổ sở như thế? Quan Mục thưa rằng: ngày còn sống Thanh Mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá chảnh, phần nhiều là hay ăn cá con và chạy con, hạt chim hạt nấu theo hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đến số cái chảnh của người đã an thời đến hơn nghìn muôn, xin tôn giả thương xót chỉ dạy làm cách nào để cứu Thanh Mẫu tôi. La Hán xót thương bèn dạy phương trước, ngài khuyên Quan Mục rằng: ngươi phải đem lòng chỉ thành mà niệm được thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vị đáp hình tượng Đức Phật, thời chỉ con người mắt đều được phước lợi. Quan Mục nghe xong liền xuất tiền của hòa tượng Phật mà thờ, cũng là đem lòng cung kính pháp thay chiêm ngưỡng lệnh lễ tượng Phật. Đêm đó nàng trên đó thấy thân của Đức Phật sắc vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Đức Phật phóng quang ánh sáng mà bảo Quan Mục rằng: chẳng bao lâu đây thân mẫu của ngươi thì xác sanh vào trong nhà của ngươi, khi vừa biết đó là thời liền biết nói. Sau đó đưa tôi ở trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Đứa trẻ buồn khóc mà nói với Quan Mục rằng: nghiệp như trong phòng sanh tử phải từng lần lại quả báo. Tôi là mẹ của người lâu nay ở chỗ tối tâm, từ khi vĩnh biệt người tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người đến nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, lại thêm xoa mạng ngắn ngủi năm 13 tuổi ta sẽ bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi thoát được khỏi nỗi khổ sở? Nghe đứa trẻ nói, Quan Mục bị chặt ra miệng mình đang nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: đã là miệng của tôi thôi phải tự biết tội của mình, đã gây tạo hành nghiệp chi mà bị đọa vào địa ngục như thế. Nếu chỉ đáp trạng cho hai nghiệp giết hại sanh vật và chưa bay mánh nhất mà thọ bảo khổ, nếu không nhờ phước đức của người cứu nại cho tôi thầy thương theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ. Quan Mục hỏi rằng: những việc tội bảo trong địa ngục ra làm sao? Tôi chỉ đáp rằng: những việc tội khổ đó nói ra càng bất nhẫn, đầu đến 100.000 năm cũng không thuật hết được. Quan Mục ngay xong thân pháp rơi lệ mà bạn cùng giữa hư không rằng: nguyện cho Thanh Mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục, khi mãn 13 tuổi không còn có trọng tội cũng không còn đọa vào ác đạo nữa. Xin chư Phật trong 10 phương xương xót chứng minh cho tôi về miệng mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy. Như Thanh Mẫu tôi khỏi hạn trốn tam đồ và hạn hạ tiện cũng thanh khái cùng giúp không còn thọ những quả báo xấu đã nữa. Tôi đối trước tượng của đấu thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng: từ ngày nay nhảnh về sau đến 100.000 muôn ước kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng 3 ác đạo, tư nguyện cố bước chúng đó làm cho tất cả đều thoát khỏi trốn ác đạo địa ngục cướp sanh và ngạ quỷ vân vân, những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi. Vậy sao tôi mới thành bậc chánh giác? Quan Mục phát nguyện đó xong liền nghe tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng: này Quan Mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời thề nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm.
Ta quan sát thấy mỹ nhân ngươi lúc mãn 13 tuổi khi bỏ báo thanh này thể xác sanh làm người phạm chỉ sống lâu trăm tuổi. Sau đó bạn sanh về cõi nước vô ưu sống lâu đến số không thể tính kể. Sau đó sẽ thành Phật độ nhiều hạng người trời số đông như số cát sông Hằng. Đức Phật đã ngài định từ tại vương Bồ Tát rằng vị La Hán phước đức, phước lành đủ quan một thuở đó. Nay chính là vua tận ý Bồ Tát, thân mẫu của quan một là ngài giải thoát Bồ Tát cùng quan một thời là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng tự mẫn phát ra hàng hệ sa số lời thể nguyện độ khắp chúng sanh như thế. Trong đời sau, nếu có chúng sanh không làm lành mà làm ác, nhận đến kẻ chẳng tin luật tăng quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thừa, kẻ ác khẩu, kẻ hủy bạn đại thừa, những chúng sanh có tội như thế chắc phải bị đọa vào ác đạo. Nếu gặp được hàng thiện tri thức, khuyên bảo quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát trong khoảng một cải móng tay, nhận chúng sanh đó liền đạo thoát khỏi báo khổ nơi ba ác đạo. Nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen cùng dân cúng những y phục đồ ăn mặc uống các thứ trong bảo vân vân, thời người đó trong trăm nghìn muôn ức kiếp sau thường làm cõi trời hưởng thọ sự vui thắng diệu, trong lúc phút trời hết sanh xuống chốn nhân gian vẫn còn thường làm vị đế vương trong trăm nghìn kiếp, lại nhớ được cõi ngành nhân quả trong các đời trước của mình. Này định tự tại vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát cao sức ba thần rất lớn, không thể nghĩ bàn nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Các âm những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Ngài định tự tại vương bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Phật chớ la, nhiều muôn ức đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi Di Phù Đề để cho lợi ích chúng sanh. Ngài định tự tại vương Bồ Tát bạch qua Đức Phật xong bèn cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra. Tứ Thiên Vương hỏi Phật: Bấy giờ Bổn Năm Thiên Vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhẫn lại đã phát nguyện vọng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hết, ngài lại còn phải phát lời nguyện vọng lớn nữa? Cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo Bổn Năm Thiên Vương rằng: Hay thay, nay vì muốn được sự lợi ích cho chúng sanh, ta vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói những sự về phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi cuối, nơi Diêm Phù Đề ở ta bà thế giới này. Vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt độ thoát tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ, Bổn Năm Thiên Vương bạch rằng: Vân bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe phương tiện giáo hóa. Đức Phật bảo Bổn Năm Thiên Vương rằng: Từ kiếp lâu xa nhận đến ngày nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát cầu thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện, ngài thương xót chúng sanh mắc tội khổ đời này, lại quan sát vô lượng kiếp về sau tội khổ cứ lay dây mãi không dứt. Vì lẽ đó nên ngài lại phát ra lời trọng nguyện, Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi Diêm Phù Đề nơi thế giới ta bà dùng trăm nghìn muôn ức phương trước để giáo hóa chúng sanh. Này Bổn Năm Thiên Vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sanh vật, thần ngài dạy rõ quả báo vì ưng lụy đời trước mà phải bị chết yêu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thần ngài dạy rõ quả báo nhiều khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm, thần ngài dạy rõ quả báo làm chim sẻ sẻ bồ câu uyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thần ngài dạy rõ quả báo quyến thuộc trọng tình nhau. Nếu gặp kẻ khinh chê, thần ngài dạy rõ quả báo không lụy mình lờ. Nếu gặp kẻ nóng giận, thân ngài dạy rõ quả báo thân hình xấu xí tăng tập. Nếu gặp kẻ bỗng sẻ, thân ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được toại nguyện. Nếu gặp kẻ buôn lưu săn bán, thân ngài dạy rõ quả báo kinh hại điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thân ngài dạy rõ quả báo trời đất chu lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thân ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp trai kẻ mẹ gọi kẻ ăn ở độc ác, thân ngài dạy rõ quả báo phát sanh trở lại hiện đời bị rơi vọt. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thân ngài dạy rõ quả báo cốt ngực chia lìa. Nếu gặp kẻ hủy bảo tâm bảo, thân ngài dạy rõ quả báo đuôi biết câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thân ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ làm phá của thương chùa, thân ngài dạy rõ quả báo ước kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và buôn bán tăng gia, thân ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại sinh vật, thân ngài dạy rõ quả báo và luôn hồi thù mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phạm giới phạm trai, thân ngài dạy rõ quả báo cầm thú đối kháng. Nếu gặp kẻ phung phí phá tận của cải mà các phi lưới, thân ngài dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ tao ta kiêu mạng công cao, thân ngài dạy rõ quả báo hiền hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm chọc cây gỗ, thân ngài dạy rõ quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tài kiếm mê tín, thân ngài dạy rõ quả báo bị thọ xoan vào chỗ hiệu lãnh. Những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề từ nơi thanh khẩu ý tạo áo thế và trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế, hiện nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Những nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề như thế, Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương thức để giáo hóa đó. Những chúng sanh ấy trước phải chịu lấy các quả báo như thế, sau lại đọa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bậc hộ vệ, người cùng bảo trợ các cõi nước, chớ để những nghiệp chướng đó làm mê hoặc chúng sanh. Bồ Đông Thiên Vương nghe xong rơi lệ thăng thở chắp tay lễ Phật mà lui ra. Truyền Địa Tạng Bồ Tát vẫn nguyện thường hết, vẫn nguyện Địa Tạng đau lợi thiên cung thần thông
hiện hóa độ quần mông, đời ngũ tuần có thông, chúng sanh căn cường ham vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật, nam mô thường trụ thập phương Phật, nam mô thường trụ thập phương Phật, nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Quán Nguyện quyển chung danh hiệu của địa ngục Phạm thứ năm Phổ Hiền hỏi. Lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thức cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: thưa nhân sẽ xin ngài vị trời rồng bạc bồ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thả báo của hạng chúng sanh bị tội khổ trong cõi ta bà cùng với phu đề này, và nói về sự những sự về quả báo không lành làm cho chúng sanh trong đời mạt pháp sau này biết tỏa nhân quả đạo đỏ. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: thưa nhân sẽ, nay tôi nương ngoài thần của Đức Phật cùng ai lực của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tòa báo và ác báo, danh hiệu của địa ngục. Thưa nhân giả, phương đông của núi Diêm Phù Đề này có dãy núi tên là Thiết Phi. Dãy núi đó tối tăm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Giác, là có địa ngục tên là Đại A Tỳ, là có địa ngục tên là Tứ Giác, là có địa ngục tên là Phi Đao, là có địa ngục tên là Hòa Tiện, là có địa ngục tên là Giáp Sơn, là có địa ngục tên là Thông Thương, là có địa ngục tên là Thiết Sa, là có địa ngục tên là Thiết Sang, là có địa ngục tên là Thiết Ngô, là có địa ngục tên là Thiết Y, là có địa ngục tên là Thiên Nhận, là có địa ngục tên là Thiết Lư, là có địa ngục tên là Dương Đồng, là có địa ngục tên là Bảo Trụ, là có địa ngục tên là Lưu Hòa, là có địa ngục tên là Cánh Thiệt, là có địa ngục tên là Tòa Thụ, là có địa ngục tên là Thiếu Cước, là có địa ngục tên là Đàm Nhạn, là có địa ngục tên là Thiết Hoang, là có địa ngục tên là Tranh Loạn, là có địa ngục tên là Thiệt Thu, là có địa ngục tên là Đa San, vân vân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Phi có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn, là có địa ngục Chúc Oán, địa ngục Bạch Thiệt, địa ngục Phản Niệu, nếu địa ngục Đồng Tỏa, địa ngục Hỏa Tường, địa ngục Hỏa Cầu, địa ngục Hỏa Mã, địa ngục Hỏa Ngưu, địa ngục Hỏa Sơn, địa ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa Sàng, địa ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ưng, địa ngục Quốc Nha, địa ngục Bạc Bi, địa ngục Âm Huyết, địa ngục Thiêu Thụ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đạo Thạch, địa ngục Hỏa Ốc, địa ngục Thiệt Ốc, địa ngục Hỏa Lan, vân vân. Những địa ngục như thế trong ngục đó, mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, nhận đến trăm nghìn, trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: thưa nhân giả, đó đều là do những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chưa cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu dùng biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế chúng sanh chớ sinh khinh dường nhỏ quẩy mà cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo, dầu đến mệnh muốn đều phải chịu lấy. Chí thân đưa cha với con, mỗi người cũng theo một nghiệp của mình mà đi đường khác, các đường dầu có gặp nhau cũng chẳng bằng làm chủ khổ thay nhau. Nghe tôi nương ngoài lực của Đức Phật mà nói sơ lực những sự tội báo nơi địa ngục, trong mong nhân sẽ tặng như lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đặt rằng: dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hạng ác trong đời mạt pháp sau này như được lời dạy của nhân giả, là chiếc mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Tội báo trong địa ngục, ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: thưa nhân giả, những sự tội báo trong trốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cày trên đó, hoặc có địa ngục môi tim người tội để cho quỷ giải số anh, hoặc có địa ngục bảo dầu soi sùng sục nấu thánh người tội, hoặc có địa ngục đốt cục đồng chảy đỏ rồi bạch người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục tường bừng lửa lỗ bê tắc vào người tội, hoặc có địa ngục toàn cả thuần là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phản tiểu, hoặc có địa ngục lao gai trong sắt, hoặc có địa ngục đâm nhiều dạo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đạp vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đỡ trong tay, hoặc có địa ngục trang đáng sắt vân 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 sắt quấn trắng, hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt, hoặc có địa ngục đóng ách lực sắt. Nên xả những quả báo như thế, trong mỗi mỗi ngục lại có trăm nghìn thứ khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Vốn là khí cụ này là do các hành nghiệp quấy ác của chúng sanh mà cảm về ra. Nếu tôi thuật rõ cả những sự việc về tòa báo ở địa ngục, thời trong mỗi ngục lại có trăm nghìn thứ khổ sở huống nữa, huống chi là nhiều ngục. Nay tôi nương xuất oai thần của Đức Phật và bị như giả hỏi mà nói sơ lược như thế, nếu nói rõ cả thơ cũng kể cũng nói không hết. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bình Nguyện Như Lai Tán Thán phẩm thứ 6 Phật Phóng Quang Nhận Bảo. Lúc đó khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn muôn ngốc hàng hà sa cõi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra các tiếng lớn mà bảo khắp cõi nước của chư Phật rằng: tất cả hàng đại Bồ Tát và rồi rồng quỷ thần vân vân, long ngay hôm nay ta khen ngợi rao bài những sự của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới, hiện ra xuất từ bi hoa Phật không thể nghĩ bàn, để cố giúp tất cả tội khổ chúng sanh. Sau khi ta diệt độ thời hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với trời đồng quỷ thần với ta nhân, dùng nhiều phương thức để giữ gìn kinh này, hoặc làm cho tất cả mọi loài chúng sanh được khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui niết bàn. Phụ Quảng Thư Thỉnh nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phụ Quảng cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: nay con nghe Đức Thế Tôn ngợi khi ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn không thể nghĩ bàn như thế, trong mong Đức Như Lai lại vì những chúng sanh trong đời mà pháp sau này mà tuyên nói các sự nhân quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rồng bạc bồ và chúng sanh trong đời sau kính vâng lời của Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Phụ Quảng Bồ Tát cùng trong chú chúng rằng: lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói luật về những sự phước đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho người cùng trời.
Ngài Phổ Quảng bạch Phật rằng: Văn bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe hoặc dạy sự lợi ích. Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát: Trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là nghẹn ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là nguyện mộ, người đã sĩ qua khổ tội khổ trong 30 kiếp. Ngài Phổ Quảng: Như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào, hoặc là họ bị hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đã sĩ được sanh lên cõi trời đau là 100 lần, không còn phải bị sa đọa vào ác đạo nữa. Ví dụ ngày kia phút trời đã hết mà sanh xuống nhân gian cũng vẫn là bị bóc quân, không hề mắc sự lợi lỡ khỏi nữ thân. Như có người nữ nào nhằm trả thân ra hết lòng cũng dư tượng mẹ của Địa Tạng Bồ Tát và những tượng cách làm đắp đá cho sơn đồng sát văn văn. Ngày ngày thường đêm hoa hương đồ ăn uống, đồ uống y phục cấm đùa chẳng phao tiền bạc và báo văn văn cũng dường như thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó sau khi mãn một thân gái hiện tại thời đến 100.000 muôn kiếp không còn không sanh vào cõi nước, có người nữ huống nữa là thọ thanh gái, trừ khi vì lòng từ pháp nguyện cần phải thọ thanh gái để độ chúng sanh. Nương nơi phước cúng đường Địa Tạng Bồ Tát và công đức đó, trong 100.000 muôn kiếp chẳng còn thọ thanh người nữ lại nữa, thanh hình xinh đẹp là nữa nay Phổ Quảng Bồ Tát. Nếu có người nữ nào chán thân xấu xí nhiều và nhiều bệnh tật nên đến trước tượng của Địa Tạng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, trước tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ trường trong khoảng một bữa ăn, người nữ đó trong nghìn vạn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nhằm thanh gái thời 100.000 muôn ước đời thường làm con gái nhà vua cho đến là vua phơi dòng dỗi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trưởng giả tướng mạo đoan trai xinh đẹp, do vì có lòng chí thành chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đạt phước như thế, quỷ thần hộ vệ là nửa này phục quả. Như có người thiện nam người thiện nữ nào có thể đối chúc tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà trội các thứ kiện nhạc âm ca khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường cho đến khứ hóa được một người hay nhiều người, những hạng người đó ở trong đời hiện tại cũng bị lai sau thường được 100.000 vị quỷ thần ngày đêm châu hộ vệ, còn không có những việc hung dữ đến tay người đó hung nữa là để cho người đó phải chịu các tai phải bất ngờ kinh chê mắt tội lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát. Trong đời sau như có người ác hoặc là và ác thần ác quỷ nào phải kể thiện nam người thiện nữ quý y cung kính cúng dường ngợi khen chiêm ngưỡng lạnh lệ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà vòng sanh kinh chê là không có công đức, cũng không có sự lỡ hoặc nhân răng ra cười hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt hoặc khuyên bảo người khác cùng chê hoặc khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê cho đến sanh lòng chê ba trong từng một niệm, những người thời những kẻ như thế đến sau 1.000 đức Phật trong hiền kiếp nhập diệt cả bị tòa bảo khinh chê nên còn ở trong địa ngục ác tư chịu tội khổ đặc nặng, qua khỏi hiền kiếp này mới được thọ thân ngạ quỷ, rồi mãi đến 1.000 kiếp sau mới thọ thân xuất sanh, lại phải trải qua đến 1.000 kiếp nữa mới đạo sanh làm người. Giàu được làm người nhưng ở vào hạng bằng cùng hiền hạ tập người tiểu sụp hay bị những nghiệp ác đang buộc vào thân, không bao lâu phải bị sa đọa vào ác đạo nữa. Này Phổ Quảng, khinh chê người khác cũng dường mà còn phải mắc phải tội báo xấu khổ như thế, hơn nữa là tự sinh ác kiến mà khinh chê phá diệt tiêu tội trưởng. Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người nam người nữ nào đâu nằm liệt mại trên giường gối cầu sống hay muốn chết đều cũng không được, hoặc đêm nằm trên bao thái quỷ dữ cho đến kẻ thân thất trong nhai, hoặc thái đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đi, hoặc phải bị thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đổi thành bệnh lao bệnh bại vân vân, trong đất ngủ kêu đéo thế thảm sầu khổ, đây đều bị nơi nghiệp đạo luận đổi chưa quyết định là khinh hay trầm cho nên, hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Mắt phong tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ được và đã chuyển nên và đối trước từ của chư Phật Bồ Tát to tiếng nào đọc kinh này một biển, hoặc là nhiều món vật riêng của người bệnh thường ít nhất như y phục đồ quý báu nhà cửa ruộng vườn vân vân, đối trước người bệnh có tiếng lớn mà xuống lên rằng: Chúng tôi tên đó họ đó, nếu vì người bệnh này đối trước kinh tượng đem những của vật này hoặc cúng dường kinh tượng hoặc tạo hình tượng Phật Bồ Tát hoặc xây dựng chùa tháp hoặc sắm đèn dầu thắp cúng hoặc cúng veo của thương chủ xuống lên như vậy 3 lần để cho người bệnh được cái biết, giả sử như thần thức của người bệnh đã phân tán đến hơi thở đại dứt thời, hoặc 1 ngày 2 ngày 3 ngày 4 ngày cho đến 7 ngày cứ lớn tiếng xứng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đã mạng chung thời, dẫu ta từ trước có tội vạn nặng nhận đến 5 tội vô gián cũng được thoát khỏi hẳn, thọ sanh vào đâu cũng thường nhớ biết việc đời trước. Hơn nữa là người thiện nam người thiện nữ nào tự mình biết chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đáp vị hình tượng của Bồ Tát cho đến bảo người khác về đáp, người đó khi thọ và báo chắc đặng nhiều lời lớn. Này Phổ Quảng Bồ Tát, vì thế nên nếu ông thấy người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niệm ngợi khen kinh này, hoặc có lòng cung kính đối với kinh này thời kinh thời, ông còn phải dùng 100.000 phương thức khuyến hóa người đó phát lòng siêu năng chứ đừng thối thấp, thời có thể được 100.000 muôn phước công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và biển lai siêu độ vong linh. Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, như những chúng sanh ở đời sau hạt trong giấc ngủ, hạt trong chim bao thấy những hạng quỷ thần nhận đến các hình là rồi buồn bã, hạt khóc lóc, hạt đầu rỉ, hạt than thở, hạt hại hùng, hoặc sợ sệt phong phong, đó đều là vì hoặc cha mẹ, hoặc em con em, hoặc chồng vợ quyến thuộc
Trong một đời, 10 đời hay 100 đời, 1000 đời về thuộc hoặc vừa bị đọa lạc vào ác đạo chưa được ra khỏi, không biết trong mong và quốc lực nơi nào để cầu vớt nỗi khổ nào, nên mới về mặt với người có từng cốt nhục mong. Trong đời trước cầu mong là phương tiện gì để hầu được thoát khỏi ác đạo. Nếu phụ quản, ông nên dùng sức oai thần khiến hàng vũ trụ đó đối trước hình tượng của chư Phật như Bồ Tát chí tâm tự đọc kinh này một biển, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến hoặc đến 7 biển. Như vậy kiểu viễn thuật đưa mắt trong ác đạo kia khi tiến tụng kinh đủ số biến đó xong sẽ đạo giải thoát, cho đến trong mơ khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa, khỏi nô lệ lại nữa. Này phụ quản, như đời sau này có những hạng người hạ tiện hoặc tớ trai hoặc tớ gái nhận đến những kẻ không được quyền tự do, hoặc biết là do tội nghiệp mà đời trước cây lấy cần phải sám hối đó. Thời nên chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi trong 7 ngày niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát tụ một muôn biến. Những người trên đó sau khi mạng bá thân hạ tiện ở hiện đời trong 1000 muôn đời sau thường sanh và bậc và hoàn tân quý trọng, không bao giờ phải xa đọa vào 3 đường ác khổ nữa, sanh con dễ nuôi lại nên nữa. Này phụ quản Bồ Tát, trong về trong thuở sau này, nơi cõi Diêm Phù Đề, trong hàng sắc đê lợi Bà La Môn trưởng giả cư sĩ tất cả các hạng người và những dân tộc dòng họ khác, như có người nào mới sanh để học con trai học con gái nội trong 7 ngày sau khi đứa trẻ mới sanh đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bằng này, là vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát của một muôn biến. Được vậy, thời đứa trẻ học trai học gái mới sanh ra đó, nếu đời trước nó có gây lấy tội bà tri cũng đã thoát khỏi cả, nó sẽ ăn ổn vui vẻ dạy nuôi lại thêm được sống lâu. Còn như nó là đứa nương nơi phúc lực mà thọ sanh, thời đời nó càng an vui hơn cùng sống lâu hơn, ngày thập cha tụng kinh được phước. Lại vậy nữa, này phục quản, trong mỗi ngày, trong mỗi tháng, những ngày mùng 1, mùng 8, 14, rằm 18, 23, 24, 28, 29 và 30, 10 ngày trên đây là những ngày mà các tội nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ. Tất cả của chị đồng niệm gọi chúng sanh trong cõi năng Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi, hơn nữa là những kẻ luôn quân luôn giết hại trộm cắp tà dâm vọng ngữ trong điều tội lỗi. Về đời sau, nếu có chúng sanh nào ở trong 10 ngày trai kể trên đây mà có thể đối chút hình tượng của chư Phật chư Bồ Tát hiền thánh để đọc tụng kinh này một biển, thời chung quanh chỗ người đã ở 4 hướng đông tây nam bắc, trong khoảng 100 gia tuần không có xảy ra những vị tai nạn, cùng chính nhà của người đã ở tất cả mọi người già, người họ già hoặc trẻ về hiện tại và vị lai đến 100.000 năm xa khỏi hẳn các ác đạo. Trong 10 ngày trai trên đây, nếu có thể mỗi ngày tụng một biến kinh này, thời trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà không mắc phải bệnh tật bất ngờ đồ ăn mạch tư dịch. Này phục quản, vì thế nên biết rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết trong 1000 muôn ước những sự oai thần lực lớn nhiều lợi ích cho chúng sanh như thế. Chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với ngài Địa Tạng đại sĩ, những chúng sanh đó hoặc được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng 3 chữ hay 5 chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ một câu, thời những người đó hưởng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại. 100.000 muôn đời về vị lai thường được phát sanh vào nhà tân quý thân hình xinh đẹp. Danh hiệu của kinh khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bày ngợi khen ngài Địa Tạng một đại sĩ xong, ngài phụ quản Bồ Tát liền quỳ gối chắp tay bạch mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu con đã biết vị đại sĩ này có thần lực cùng là nhận lực không thể nghĩ bằng như thế rồi. Sau nay vì muốn nhận chúng sanh trong đời sau này gọi biết các sự lợi ích đó, nên con mới bạch hỏi cùng Đức Phật. Đức Như Lai: Vâng, con xin cung kính tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lơ bố thế nào? Đức Phật bảo ngài phụ quản Bồ Tát: Kinh này có 3 danh hiệu, một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh, đây là tên thứ 2, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thể Lực Kinh, đây là tên thứ 3. Do vì ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuộc kiếp lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn là lợi ích cho chúng sanh, cho nên các ông phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, ngài phụ quản Bồ Tát tin trưởng chắp tay cung kính lễ Phật mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện lợi ích cả kỳ còn người mất phẩm trưng bày kinh tu thánh đạo. Lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề sanh tâm động niệm không chi là chẳng phải tội, nên gặp những việc về pháp sự lợi lành phần nhiều thối thấp tâm tốt ban đầu, còn hạ khi gặp duyên sự bạo ác chẳng lành lại lành thêm lớn. Những hạ người trên đó như kỹ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lành, càng khốn đốn thêm lành, tranh đạp lún nước sông. Những người đó hạ gặp hàng thiện tri thức đội dùm đá bớt cho, hoặc là đội dùm hết cả, vì hàng thiện tri thức đó có sức rất khỏe mạnh, là dù đỡ người ấy khuyên gắn làm cho người ấy mạnh chân lên. Nếu đi ra khỏi vùng lại đến trộm đắp làm phận rồi, thời cần phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, đừng có đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, nhường chúng sanh quen theo thói ác bắt đầu từ mảy muốn rồi lành đến nhiều vô lượng, đến khi chúng sanh quen theo thói sẵn lành ấy sắp sửa mạng chung, thời trang niệm cùng thân quyến vì người đó mà tu tạo quốc lành để giúp tiền đồ cho người đó, hoặc chiêu phân lộng về thắp đèn dầu, hạt chuẩn đọc tôn kinh, hạt cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng bích chí Phật, làm cho một danh hiệu thấu vào nội thai của người sắp bạn chung, hoặc là nơi bổn thất nghe biết, cứ theo nghiệp ác của người đã lại cái tạo suy tính đến quả báo, thời đáng lẽ người đó phải bị đọa vào ác đạo, xong nhờ thân chuyển vì người đó mà tu tạo nhân duyên thánh đạo, cho nên các điều
Đội ác của người đã thấy đều tiêu sạch, nhưng sau khi người đã chết lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành. Thời có thể làm cho người chết đã khỏi hẳn trốn ác đạo, được sanh lên cõi trời hoặc trong này. Người hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng, mà kẻ thân quý hiện tại là tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích. Vì lễ trên đó nên nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời rồng tám bộ chúng người với phi nhân vân vân mà có lời khuyên bảo những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, nghĩ làm chung kẻ thanh thuật và cẩn thận cho có giết hại, cho có cái tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tế lễ quỷ thần cầu của ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tế lễ đó không có một mảnh muối chi lỡ cho người chết cả, chỉ có kết thêm tội duyên của người đó là làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử người chết đó hoặc là đời trước hoặc hay trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đạo phần thánh quả, sẽ sanh vào cõi trời cõi người, nhưng bị vì lúc lâm trung hành thánh thuộc cái tạo những nghiệp nhân không lành, cũng làm cho người chết đó phải mắc lấy ương lời, phải đổi biển chậm sanh vào chỗ lành. Huống như là những là người kia chết lúc sanh tiền chưa từng làm được chút phước lành, đều theo ác nghiệp của họ đã tái tạo mà tự phải bị sa đọa vào ác đạo. Hàng thân thuộc nữa nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm. Cũng ví như có người xuất người từ xuất xa đến tuyệt lương thực đã 3 ngày, đồ vật của người đã mang phát nặng hơn 100 cân, bỗng nhập kỹ lân cộng lại gọi thêm một ít đồ vật nữa. Vì vậy mà người xuất xa đó lại càng khốn khổ nặng nề thêm. Phật Tất Thích Tôn con xem xét trường chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề ở nơi giáo pháp của Phật, nếu có thể làm việc phước lành cho đến bằng trường sở lông ngọc nước là một hơi cát một mấy bụi nhỏ, và tất cả chúng sanh đều có thể tự mình được lợi ích cả. Trường giả Bạch hỏi, khi ngài Địa Tạng nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị trưởng trẻ tên là Đại Biện. Ông trưởng trẻ này từ lâu đã chứng đạo vô sanh, hiện thân trưởng trẻ để hóa độ chúng sanh trong 10 phương. Ông chắp tay cung kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sanh nào theo khi mạng chung mà hàng quyến thuộc hoặc kỳ lỡ người nhỏ vì người chết đó mà tu tạo công đức cho đến thiết trai cúng dường làm những phước lành, thời người chết đó có đặng lợi ích lớn cùng đặng giải thoát chăng? Kẻ coi người mất đều được lợi. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng, này ông trưởng trẻ, nên tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại nay cùng tỏ biển lai sau nơi nương nơi oai thần của Đức Phật và nói lực về việc đó. Này ông trưởng trẻ, những chúng sanh ở hiện tại và vị lai lúc sách bản trung mà nghe đặng danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát hay danh hiệu của một vị Chi Phật, thời không luận là có tội cũng không tội đều được giải thoát cả. Nếu có người nam cùng người nữ nào trong lúc sanh tiền không tu tạo phước lành này gây lấy những tội ác, sau khi người mạng chung thanh hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà tu tạo phước lợi làm tất cả các việc về thánh đạo, thời trong 7 phần công đức người chết nhờ đặng 1 phần, còn 6 phần công đức thuộc về người thân quý hiện lo tu tạo đó. Bởi vì cơ trên đây nên những người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành, thời đặng hưởng trọn phần công đức. Con quỷ dữ vô thường kia không hiện mà đến thành hồn vô vẩn mịt mờ chưa rõ là tội hay phước trong 49 ngày như nhau như điếc, hoặc ở tại các cơ sở để biện luận về nghiệp quả, khi thẩm định xong thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Trong lúc mà chưa biết chắc ra làm sao, thời đã nghìn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các ác đạo. Thành hồn của người chết đó khi chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hàng cốt nhục thanh quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho qua khỏi 49 ngày, thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Người chết đó nếu là kẻ có tội, thời phải trải qua trong 100.000 năm không có ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm 5 tội vô gián, thời phải bị đọa vào đại địa ngục chịu mọi những sự đau khổ trong nghìn muôn kiếp. Lại về nữa, này ông trưởng giả, sau khi những chúng sanh gây phạm tội nghiệp như thế, mạng chung hàng cốt nhục thanh quyến có làm chay để giúp thêm phước lành cho người chết đó. Thời khi sắm sửa chưa rồi, trong lúc đương làm chết có đem nước, gạo, lá rau vân vân đổ vãi ra nơi đó, cho đến các thứ đồ ăn chua dân cúng cho Phật cùng tao, thời chẳng được ăn trước. Nếu như ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng, thời người chết đó chọn không được mảy phước nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch, đem dân cúng cho Phật cùng tăng, thời trong 7 phần công đức người chết được hưởng 1 phần. Này ông trưởng giả, vì thế nên những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề sau khi cha mẹ hay người thân viếng chết, nếu có thể làm chay cúng dường chí tâm cầu khẩn, thời những người như thế chỉ còn lãnh nghiệp mất đều đặng lợi ích cả. Lúc ngài Địa Tạng nói lời này, tại cung trời đó lại có số nghìn muôn ức na do thai nguyện thân cõi Diêm Phù Đề được phát tâm Bồ Đề vô lượng. Ông trưởng giả đại biểu vui mừng vâng lời dạy làm lễ mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát quận nguyện các vua Diêm La khi ngợi Phạm Tự Tạng, Diêm La Vương cùng quỷ vương vân tập. Lúc đó trong dạy nối thức với cả vua Lượng đại quỷ vương cùng với vua Diêm La đồng lên cung trời đó lời đến chỗ của Đức Phật. Các vị quỷ vương đó tên là Ác Độc quỷ vương, Đa Ác quỷ vương, Đại Chánh quỷ vương, Bạch Hổ quỷ vương, Huyết Hổ quỷ vương, Xích Hổ quỷ vương, Tam Ương quỷ vương, Phi Thân quỷ vương, Điện Quang quỷ vương, Lăng Nha quỷ vương, Đàm Thú quỷ vương, Phục Tài quỷ vương, Chủ Hao quỷ vương, Chủ Họa quỷ vương, Chủ Phúc quỷ vương, Chủ Thập quỷ vương, Chủ Tài quỷ vương, Chủ Xúc quỷ vương, Chủ Cầm quỷ vương, Chủ Thổ quỷ vương, Chủ Mị quỷ vương, Chủ Sản quỷ vương, Chủ Mạo quỷ vương, Chủ Tặc quỷ vương, Chủ Hiểm quỷ vương, Tam Mục quỷ vương, Tứ Mục quỷ vương, Ngũ Mục quỷ vương, Kỳ Lợi Thất vương, Đại Kỳ Lợi Thất vương, Kỳ Lợi Xoa vương, Đại Kỳ Lợi Xoa vương, Anatta vương, Đại Anatta vương, những vị đại quỷ vương như thế vân vân, mỗi vị cùng với 100.000 tiểu quỷ vương.
cả thể ở trong cõi Diêm Vương đều có trọng trách, đều có phần chủ trì. Các vị quý vương đã cùng với vua Diêm La nương xuất quan thần của Đạo Phật và anh lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát động lên đến cung trời đó là đứng qua một phía. Vua Diêm La bạch Phật: bây giờ vua Diêm La quyền có trách tay bạch cùng Đạo Phật rằng: bạch Tất Thất Tôn, nay chúng con cùng với các vị quý vương nương xuất quan thần của Đạo Phật và anh lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời đó lợi này, và cũng là vì chúng con đạt quốc lành vậy. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ giảm bạch hội Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bây giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng lãnh lễ Đức Thế Tôn và ngó ngoái lại ngài Địa Tạng Bồ Tát và bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con xin xét ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong 6 đường dùng 100.000 phương trước để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ. Người không từ mệt nhọc, ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thành thông không thể nghĩ bằng như thế được. Nhưng sao hàng chúng sanh vừa đạo thoát khỏi đau khổ không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa? Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thân lực chẳng thể nghĩ bằng như thế, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành để được giải thoát mãi mãi? Cuối xin Đức Thế Tôn nhận đạo việc đó cho chúng con. Phật giảng sở nhân. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề Thánh từng cứng cõi khỏi dậy khỏi xưa, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã trong 100.000 kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó làm cho được sớm được giải thoát. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lớn, ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên mà làm cho chúng sanh đó nhớ biết những công việc ở đời trước. Tại vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kết nghiệp dữ phạm tội nặng nên vừa ra khỏi ác đạo rồi lại trở vào, lại làm nhọc cho ngài Địa Tạng Bồ Tát đã qua nhiều kiếp số để lo lắng cứu độ chúng nó. Ví như có người quên mất nhà mình đi lạc vào con đường hiểm, trong con đường hiểm có rất nhiều thú quỷ dạ xoa cùng hùm xoa sư tử rắn độc bọc cạp. Người quên đường đó ở trong đường hiểm nặng ngay lát nữa sẽ bị hại. Có một vị tri thức hiểu nhiều pháp thuật là có thể trừ sự độc hại cho đến có thể trừ quỷ dạ xoa các loài ác độc phân phân trợ cặp. Người quên lạc đường kia đang muốn đi thẳng vào con đường hiểm nặng bèn vội bảo rằng: ô hay này, ông kia có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nặng này? Ông có pháp luật gì là có thể ngăn trừ các sự độc hại chăng? Người lạc đường đó bỗng nghe lời hỏi trên mới rõ là con đường hiểm nặng bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường hiểm nặng đó. Vị thiện tri thức ấy nắm tay dùng giáp chặn người lạc lối đó ra ngoài đường hiểm nặng khỏi các sự độc hại, đến nơi con đường tốt lành cho được an ổn rồi bảo rằng: nên người lạc đường từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nặng đó nữa. Ai mà vào con đường hiểm ấy ác khó ra khỏi đạo lại còn phải bị tổn tánh mạng. Người lạc đường đó cũng sanh lòng cảm trọng. Từ lúc biệt nhau, vị trí thức lại giảng thêm: nếu ông có gặp kỹ quen đường thanh cùng những người đi đường hạt trai hạt cá thì ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại, vào đó ác phải bị tổn tánh mạng, chứ để cho những người ấy tự vào chỗ chết. Vì thế nên ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn cứu vớt chúng sanh mắc phải tội khổ, muốn cho chúng sanh lên cõi trời cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Những chúng sanh bị tội khổ đó rõ biết người khốn khổ trong con đường ác nghiệp rồi, khi đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa. Như người quen đường kia lạc vào đường hiểm, gặp vị thiện tri thức dẫn dắt làm cho ra khỏi không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp cỡ người khác lại bảo chớ vào đường ấy, tự nói rằng mình là người quen đường nên đi lạc vào đó. Nay đặng thoát khỏi rồi, chỗ hạng không còn trở vào đường đó nữa. Nếu còn đi và con đường ấy nữa thôi là còn mê lầm không biết đó là con đường hiểm nặng mà mình đã từng xa lạc rồi, thật đến nỗi phải mạch mạng. Như chúng sanh bị đọa vào chốn ác đạo, ngài Địa Tạng Bồ Tát thường phước phương tiện cầu vốn cho được thoát khỏi sanh vào cõi trời rồi cũng vẫn trở vào ác đạo nữa. Như chúng sanh đó kết nghiệp ác quá nặng thôi ở mãi trong thánh địa ngục không lúc nào được thoát khỏi. Quỷ vương bày thiện nguyện. Bởi sơ ác độc, quỷ vương chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng ở trong cõi Diêm Phù Đề, hoặc có vị làm lỡ cho người, có vị làm tổn hại cho người, mỗi mỗi đều không đồng nhau. Nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi qua thế giới ấp nhiều lợi ích, đi qua sông nhà người hoặc thành ấp xóm làng trại vườn bộ nhà, trong đó như có người chị trai người trai chị gái nào tu được chút phước lành bằng mỹ long sợi tóc cho đến chia một la khao một bảo cả chút phương chút khao cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát hoặc đọc tụng trong kinh Đốt Như Hương cũng như một bài kệ một câu kinh văn văn. Hàng quỷ vương chúng con cung kính làm lễ người đó như kính lịch các đức Phật thuộc quá khứ, đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng con trường các hàng tiểu quỷ có oai lực lớn và kẻ có phần chức trách về cục đất đai đó đều phải hỗ trợ giữ gìn, còn chẳng cho việc giữ cùng sự tai nạn bất tư bệnh tật hiểm nhân thần linh, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó hướng là để vào cửa. Đức Phật khen quỷ vương rằng: hay thay, các ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiện nam người thiện nữ như thế, ta cũng truyền cho các vị trời phạm vương nên thích hộ về các ông. Chủ mạng thư trình. Khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hậu có một vị vương tên là Chủ Mạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, bởi nghiệp duyên của con là cai quản bởi tuổi thọ của con ngươi trong cõi Diêm Phù Đệ thế sanh thế tử đều có biết đó, cứ theo nơi bổn nguyện của con thời có lợi ích rất lớn cho mọi người.
Nhưng tại vì hàng chúng sanh không hiểu ý của cô nên đến nỗi khi sanh khi tử đều không được an ổn tại làm sao thế. Khi sanh nở nên làm lành kiến ác. Người trong cõi diêm phù đề lúc mới sanh không luận là con trai hay con gái khi sắp sanh ra, chỉ nên làm việc phước lành thêm lợi, thêm sự lợi cho nhà cửa, thời thổ địa vui mừng khôn xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng nhường sự an vui, hàng thân quyến cũng được phước lợi. Hoặc khi đã hạ sanh rồi nên cẩn thận trước coi dứt hạ sanh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sẵn mộc ăn, cùng nhóm hợp cả hàng quyến thuộc lại để uống rượu ăn thịt các sanh đời sau. Nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa chỉ chẳng đặng an vui. Vì sao thế? Vì lúc sanh sản nguy hiểm có nhiễm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mẹ muốn ăn huyết tanh nhật. Có con sớm đã sai các vị thần lên sát chặt thổ địa bảo hộ mẹ con như ấy, làm cho được an vui mà đặng nhiều lợi ích. Người ấy thấy mình được an ổn thời đáng lẽ nên là phước lành để đền đã công ơn thổ địa mà trả lại giết hại loài sinh vật hội họp thân quyến. Vì lẽ này đã phạm tội lỗi ta phải tự thả lại tay và mẹ con được tồn. Lúc chết nên tu phước lại người trong cõi thiên phù đề, đến lúc mạng chúng không luận là người lành hay kỳ dữ, con cũng đều muốn cho họ được họ không bị đọa lạc và trốn ác đạo. Muốn gì là những người lúc sanh tìm biết tu tạo cõi phước lành giúp thêm oai lực cho con trong cõi diêm phù đề. Những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có 100.000 quỷ thần ác đạo hoặc biến ra hình cha mẹ nhận đến hóa làm người thân quyến dẫn dắt hành hồi người chết, làm cho đọa lạc và trốn ác đạo. Muốn chi là những kẻ lúc sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác. Mà Đức Thế Tôn, những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi diêm phù đề lúc lâm chung thời thành tốt hôn mê không biện được lễ lành điều giữ, cho đến mắt cùng tai cũng không còn thấy nghe được gì hết. Nhà thân quyến của người lâm chung đó nên phải sắm sửa làm sự cúng dường lớn, đọc tụng đọc tân kinh niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, tu tạo nhân duyên phúc lành như thế có thể làm cho người chết thoát khỏi chốn ác đạo. Các thứ ma quỷ ác thần thì đều phải lui tán cả hết. Và Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh lúc lâm chung nếu đã nghe danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát hoặc nghe một câu một bài kệ kinh điển đại thừa, con xem xét thấy hạng ái trừ năm tội vô gián cùng tội sát hại những nghiệp ác nhà đáng lẽ phải xa vào chỗ nát đạo, liền đạo thoát khỏi cả. Đức Phật căn dặn Đức Phật bạn chủ mạng vị vương rằng, ông vì có lòng đại từ nên có thể phát ra lời nguyện lớn ở trong sanh tử cứu hộ chúng sanh như thế. Như về trong đời sau này có kỹ năng người nữ nào đến lúc mạng chung, ông chớ quên lãng lời nguyện trên đó, đều nên làm cho được giải thoát, mãi mãi được an vui. Chủ mạng nguyện vương bạch cùng Đức Phật rằng, xin Đức Thế Tôn chớ lo, trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi diêm phù đề, lúc sanh lúc tử đều làm cho được an vui cả, chỉ trông mong các chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc tử tin theo lời của con đã nói trên thời đều giải thoát đặng lợi ích lớn. Đức Phật thảo ký cho chủ mạng. Bây giờ Đức Phật bảo ngay được tặng Bồ Tát rằng, vì đại vị vương cai quản về tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải qua 100.000 đời làm việc vị vương ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử, đó là bậc Bồ Tát đại sĩ vì lòng từ bi pháp nguyện hiện thân đại quỷ chớ thời thì không phải quỷ, quá 170 kiếp sau ông đã sẽ được thành Phật hiệu là vô tướng Như Lai, kiếp đó tên là An Lạc, cõi nước tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật đến số kiếp không thể tính đến được. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự việc của vị đại vị vương đó không thể nghĩ bàn như thế. Hàng trời cùng người được vị ái độ thoát cũng đến số không thể hàng lượng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bệnh nguyện xưng danh hiệu chư Phật Hoàng thứ 9. Lúc đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn. Cô xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà dự nói sự chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong những đó, tay giàu có vào nước bàn cũng không còn lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị la nữa. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuộc các thứ có Đức Phật ra đời dự là vô biên thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lầm cung kính, liền đã siêu việt tội nạn sanh tử trong 40 kiếp, vốn là vị đắc hình tượng cũng dường tán thán. Người này được vô lượng vô biên phúc lợi, là hàng hà sa kiếp về thuộc các cửa cao Đức Phật ra đời dự là bồ thẳng Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật tay phát tâm quy y với Phật trong khoảng khải bóng tay, người này cậu hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác, là về thuộc các cứu có Đức Phật ra đời dự là ba đầu ma thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đại thoát qua lỗ tai, người này sẽ được 1.000 lần sanh lên 6 tầng trời cổ dục cuốn nữa, là trí tâm xưng niệm, là bất khả tiêu vô số kiếp về thuộc các cứu có Đức Phật ra đời dự là sư tử hỏng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm nguyên y trường trong một niệm, người này sẽ đặng nhập vô lượng các Đức Phật so đảnh thọ ký cho, là về thuộc các cứu có Đức
Phật ra đời hiệu là Câu Lô Tôn Như Lai, như có người nam người nữ nào nghi đến danh hiệu của Đức Phật Đại Chí Tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc là tạo thả người này nơi pháp phòng của 1.000 Đức Phật trong hiền kiếp làm vị đại phạm vương đạo Phật tỏ ký đạo vô thượng cho, là về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây thời mãi không còn sa đọa vào chỗ ác đạo, thường được sanh vào chốn trời, người hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu lại vô lượng vô số kiếp hàng hà sa, vô lượng vô số hàng hà sa kiếp, về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đại Bổ Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu lại về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bổ Tướng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A La Hán, là vô lượng vô số kiếp, về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sát Tràng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp, là về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật tại thời người này đặng gặp hàng hạ sa chư Phật nói như pháp màu cho đều đạo thành đạo bồ đề, là về thuộc quá khứ có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thành Tổ Thắng, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tổ Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Nguyệt, Đức Diệu Thinh Phật, Đức Mãnh Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diện Phật, có bất cả thuộc Đức Phật thế tôn như thế, tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cũng thỏa bị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc là người nam, hoặc người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, hơn nữa là niệm được nhiều danh hiệu, những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đặng nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa. Như có người nào lúc sắp bạn chung thằng thân quyến trong nhà nhận đến một người vì người bệnh đó sắp chết đó, và niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật thời người chết đó trừ năm tội lỗi vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả, nên tuổi lớn vô sáng gây dầu rất nặng nề, đáng lẽ phải trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi và khổ, nhưng bởi vì lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lành lành tiêu sạch, huống là những chúng sanh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đã vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ, kinh Địa Tạng Bồ Tát bởi nguyện nguyện trung hết bổn hạnh Địa Tạng, thề nguyện rộng sâu gãy vàng châu sáng độ chúng sanh địa ngục khổ không ngành, tinh tấn kiên thành khỏi mắt khổ trầm luân, nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển hạ xa sánh nhân duyên công đức của sự bố thí phẩm thứ 10. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nương ngoài thần của Đức Phật từ tưởng ngồi đứng giải vì gọi chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thích Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh với sự bố thí có nhị có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, có người hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, những sự ai tại làm sao thế? Cô xin Đức Thế Tôn dạy cho. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nếu ta ở trong toàn thể chúng hỏi nơi cung trời đáo lợi này giảng về sự so sánh công đức kinh trọng của việc bố thí ứng Di Phù Đề, ông phải lòng người ta sẽ vì ông mà nổi đỏ. Nói ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Nam Di Phù Đề có các vị quốc vương, hàng tỷ phú, quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, hàng đại sắc đệ lợi, hàng đại bà la môn, vân vân. Nếu gặp kỳ hết sốc nhờ tụng, nhận đến những kẻ tật nguyện công ngọng, kẻ đứt hai mù quáng, gặp những hàng người thân thể không được vẹn toàn như thế, lúc các vị bác quân đó có tâm muốn bố thí, nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, hoặc lại cũng dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi các vị bác quân đại thần đó, vân vân, đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cũng dừng cho 100 hàng hệ sa chư Phật vậy. Tại làm sao? Chính bởi vì quốc quân đó vân vân phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo cùng và đối với những người tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này. Trong 100.000 đời thường được đầy đủ đồ, đủ những đồ thách bảo, cũng là những thứ để thọ dùng như y phục và quần áo vân vân. Là vài nửa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau, như có vị quốc quân cho đến hàng bà la môn vân vân gặp chùa tháp thờ Phật, hoặc hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát Thanh Tăng hay Bích Chi Phật, đức thân từ sự sang cũng dùng bố thí, vị bác quân đó sẽ đặng trong 3 kiếp làm vị trời để thích hưởng sự vui sướng phất lạ. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thời vị bác quân đó trong 10 kiếp thường được làm vị trời đại phạm thiên phương lạnh. Thế này nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau nếu có vị bác quân cho đến hàng bà la môn vân vân nhập chùa tháp của Đức Phật thuộc trước, hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sập rách đã, liền có thể phát tâm tu bổ lại. Vì vóc quân đó hào tự mình đích thân lo sự xa, hào khuyến hóa người khác cho đến khuyến hóa 100.000 người khác cùng chung bố thí cúng dường để các duyên lành. Vì vóc quân đó trong 100.000 đời thường là vua chuyển loan, còn những người khác chung cùng là việc bố thí đó trong 100.000 đời thường là vua nước nhỏ. Nhưng lại ở trước chùa tháp có thể phát tâm nhân công đức
cúng dường bố thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác. Được như vậy, thời vị bác quân nói cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả, bởi quả báo ấy rất rộng lớn vô lượng vô biên. Lại lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương hay hàng bà la môn gặp những người già yếu tật bệnh và những người phụ nữ sinh sản, nếu trong khoảng từng một niệm sanh lầm từ lớn đem thuốc men cơm nước từ chứa bố thí làm cho những kẻ ai được ăn vui phúc đức đó và không thể nghĩ bàn đến được. Trong 100 kiếp thường làm vua trời tình cứu, trong 200 kiếp thường làm vua sát thương trời cổ dục, không bao giờ còn bày đọa và ác đạo, cho đến trong trăm nghìn đời lỗi tai không hề nghe thấy tiếng khổ đó ta sẽ thành Phật đạo. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương và bà la môn có thể làm những việc bố thí như thế sẽ đạo vô lượng phước lành, lại có thể đem công đức đó mà hồi hướng về đạo bồ đề thời không luận là nhiều hay ít, rất cao sẽ thành Phật cả, huống gì là những vải trời phật phạm vương trời đế thích vua chuyển luân. Này Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên khuyến hóa tất cả chúng sanh đều phải học theo như thế. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà gieo trồng chút ít cội phước lành, từng bạn cá long sợi tóc hột cát mấy bụi, phước lợi của những người đó sẽ hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được. Là về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua chuyển luân mà bố thí cúng dường thời đẳng vô lượng phước lành, thường sanh ở cõi người, cõi trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu, như có thể đem công đức hồi hướng cho cả pháp giới chúng sanh, trời phúc lợi của người ấy không thể ví dụ thế nào cho được. Là vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kỷ thiện nam người thiện nữ đang gặp kinh điển đại thừa hoặc nghi thấy một bài kệ một câu kinh rồi phát tâm ăn cần trân trọng tung kính người khen bố thí cúng dường thời vị, người ấy được quả báo lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem phúc đức hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời phúc lợi này không thể ví dụ thế nào cho được. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nam gặp chùa tháp và kinh điển đại thừa, nếu là kinh tháp mới thời bố thí cúng dường chiêm ngưỡng lễ lạy ngợi khen chắp tay cung kính, nếu gặp kinh tháp cũ hoặc hư rách thời sửa sang tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm làm học khuyến người khác đồng phát tâm, những người đồng phát tâm đây trong ba đời, trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ, còn vị đạo vị chính đó thường làm vua chuyển luân, lại dùng pháp lên mà giáo hóa vua các nước nhỏ. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi cội phước lành đã gieo trồng trong Phật pháp, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho đến trường bằng một sợi lông, một mảy bụi, một hồi cát, một chục lượt, những sự là như thế không luận nhiều ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho các pháp giới chúng sanh, thời công đức của người đó trong trăm nghìn đời thường hưởng thọ sự vui thượng diệu. Còn như chỉ hồi hướng cho thanh quyến trong nhà học tự mình được lợi ích thôi, như thế thời sĩ hưởng và vui trong ba đời, cứ làm một phần sự lành thời được hưởng quả báo một muôn lần trội hơn. Nay này Địa Tạng Bồ Tát, những nhân duyên công đức về sự bố thí như thế đó. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Quán Nhãn Địa Thân Hộ Pháp phẩm thứ 11. Lúc đó vị Kiên Lao Địa Thân bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con thường chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ tầng thông lớn không thể nghĩ bằng, độ khắp mọi loại chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây, so với các vị Bồ Tát tội thể nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, nên Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân để độ những chúng sanh trong sáu đường. Nhưng chỗ phát nguyện của các ai còn cả lục hoàn mạng, Ngài Địa Tạng Bồ Tát tay phát thể nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường chạy đến kiếp số nhân số các trăm trăm nghìn ước sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở hiện tại nên và về vị lai sau, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam, trong cuộc đất của mình ở dùng đất đá chi gỗ mà dựng các cái khảm gây thất, trong đó có thể hỏi vị cho đến dùng vàng bạc đồng sắc đúc nắng, hình tượng Địa Tạng Bồ Tát đốt hương cúng dường chim lễ ngợi khen thời chỗ người đã ở được 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? Một là đất cát tóc màu, hai là nhà cửa ăn ở mãi mãi, ba là người đã chết được sanh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu tri cũng tại, kẻ sống là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trường sạch các việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là khi ra khi vào có thần thiên phù vệ, mười là thường gặp các bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường ngài Đề Tạng như thế, thôi được sự lợi ích như vậy. Vị Kiên Lao Địa Thân bạch bới trước Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này như có người thiện nam kẻ thiện nữ nam ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cũng dùng hình tượng của Bồ Tát, thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó cho đến tất cả các sự tai họa như nước lửa, trộm cướp, tai nạn lớn nhỏ vân vân thể đều tiêu sạch. Đức Phật bảo Quân Lao Địa Thần rằng: Thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít tai bằng, vì cớ sao? Vì đất đai trong cổ Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây các tóc các đá lúa mì chi lau gạo thóc của bao, tất cả những thứ từ đất mà có
ra đều nhờ nơi sức thần của ông cả. Nghe ông lại tuyên bày những sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần rỗi hơn lúc thường. Này Địa Thần, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cũng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này, thì có thể tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Quảng Nhượng đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, cho để tất cả các sự tốt hạt cùng sự không vừa ý để nghe chịu nơi tai, huống nữa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có hàng quý thuộc của Phạm Vương Đế Thích, quý thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì những người ái chim lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bổn nhẫn này, tự nhiên được Bồ Tát sanh lìa biển khổ chứng đạo, niết bàn an vui, vì thế nên đã ủng hộ một cách lớn lao như thế. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Quảng Nhượng thấy nghe được lợi ích phẩm từ 12 đức Phật phóng phá tiên cạo. Lúc đó từ trên đảnh môn Đức Thế Tôn phóng ra trăm nghìn muôn ức tia sáng lớn, như là tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tía, tia sáng sắc tía lớn, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc tía lớn, tia sáng màu hồng lớn, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng ý lớn, tia sáng tương mai lành, tia sáng tương mai lành lớn, tia sáng tương nghi vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn bóng lớn, tia sáng vuông mặt trời lớn, tia sáng vuông mặt trăng, tia sáng vuông mặt trăng lớn, tia sáng tương cung điện, tia sáng tương cung điện lớn, tia sáng tương mai biển, tia sáng tương mai biển lớn. Từ trên đảnh môn phóng ra những luồng tia sáng như thế, sau lại nói ra những thứ tiếng vi diệu mà bảo với đại chúng rằng: Này tam bộ chúng tôi rằng người cùng thiên nhân vong vong lắm, ngay hôm nay ta ở tại cung trời đang lợi trưng bày ngợi khen những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hành lên bậc thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không lưu sụt nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác pháp văn của ngài Địa Tạng Bồ Tát Quán Thế Âm cầu thịnh. Lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát tên là hiệu là Quán Thế Âm, từ chỗ ngồi đứng nhảy quỳ có chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng đại Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, ngài thương xót chúng sanh mắc phải tội khổ ở trong muôn nghìn nước thế giới, ngài hóa hiện ra nghìn muôn ức thân, bao nhiêu công đức về xuất khỏi thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài, con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong 10 phương các miệng đồng lời khiên ngợi ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nhờ cho các Đức Phật trong thủ quả cử tội hiện tại và thổ vị lai nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát phẩm chẳng thể nói hết. Vừa rồi là được Đức Thế Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng Phật muốn tuyên nói các sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cứ mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tám bộ chúng trời rộng vong vong chiêm ngưỡng lễ lạy ngài Địa Tạng Bồ Tát đại đạo phước lành. Đức Phật tán thán và hứa khả. Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi Ta Bà, những hàng trời rồng, hoặc nam tử nữ nhân, hoặc thần, hoặc quỷ, cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường. Nếu kỹ nào nghe danh hiệu của ông, tay hành tượng của ông, hay mấy tượng đến ông cùng khen ngợi ông, những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chánh giác, biết chẳng còn thối chuyển, thường được sanh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự vui vì diệu, khi nhân quả sắp thành thục liền được Phật thọ ký cho. Nên ông sẵn có lòng từ bi lớn, thương xót các loài chúng sanh và tám bộ chúng trời rộng vong phong mà muốn nghe ta nói những sự lỡ chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lắng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói đó. Thời Quán Thế Âm Bồ Tát bạch rằng: Vâng bạch Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe. Ta nghe thêm phước trời. Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Trong các thế giới và chỗ hiện tại nay và vị lai sau, có vị trời nào hưởng phước trời đảm bảo năm tới suy hao hiện ra nên thân, và có kẻ phải đọa lạc vào chỗ nát đạo? Các vị trời đó hạt năm hạt nữ đưa tướng suy hao hiểm, hạt tay hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hạt nghe tên ngài Địa Tạng Bồ Tát và một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, và các vị trời đã càng thêm lớn phước trời, hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải bị đọa vào ba ác đạo nữa. Muốn chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát, rồi đem các thứ hương hoa, đồ y phục, đồ quấn lanh, bạch bảo, chủ ngọc, phong vân mà vô phí cũng chưa, thời người này đặng vô lượng vô biên không đức phước lợi, người bệnh được phước được rồi. Và vài nửa này Quán Thế Âm, trong các thế giới và chỗ hiện tại nay và vị lai sau, những hàng chúng sanh trong sáu đường như có kẻ sắp mạng chung mà đặng nghe một tiếng danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát khóc qua lỗ tai, thì kẻ mạng chung đó không còn bị đọa vào chỗ khổ ba ác đạo. Huống chi là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng hành thanh quyến đem của cả nhà cửa bạch bảo y thuộc phân vân, y phục phân vân của người sắp mạng chung đó mà làm của chi phí để tô đắp hay họ vị hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi làm cho người bệnh lúc chưa chết hoặc mắt thất tai nghe biết hàng thanh quyến đem nhà cửa và bảo văn văn vì mình mà tôi bị hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng, thời nhờ công đức này liền được lành mạnh tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó có nghiệp báo số mạng đã hết, lại có đủ tật
cả tội chủ nghiệp trường đang lấy phải đọa vào chỗ lạc đạo. Xong vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời, cõi người hưởng bảo vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chướng thảy đều tiêu sạch, tiên phong một phước. Là vài nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát về đời sau, nếu có kỹ nam tử nữ nhân nào hoặc lúc còn muốn mở, hoặc lúc lên 3 tuổi, hoặc lúc lên 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống mà chết mắt cha mẹ, cho đến chết mắt anh em chị em, đến khi người đã khôn lớn nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến, không rõ đọa lạc vào chỗ nào, hay sanh vào thế giới nào, hoặc sanh lên cõi trời nào, người đó như có thể tô vẽ hình tượng của ngài để tạo Bồ Tát nhận đến nghe danh hiệu của ngài và một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ từ một ngày cho đến 7 ngày, đừng có thoát tâm văn động, nghe danh hiệu thấy hình tượng chim lệ cũng dường thời viễn thuộc đại sớm quật của người đó, nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo tính ra phải chịu đến số kiếp, nên nhờ công đức tôi bị hình tượng của ngài để tặng Bồ Tát và chim lệ cũng dường của con cái hay của anh em chị em, nên liền đặng giải thoát được sanh lên cõi trời, cõi người hưởng quả vui thuộc thắng vi diệu, còn như vui thuộc đại sớm quật của người đó có phước lành đã được sanh lên cõi trời, cõi người hưởng thọ và vui thuộc thắng vi diệu rồi, thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân về bậc thạnh hưởng vô lượng quả vui. Nhưng người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng chiêm lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà liệm lại danh hiệu của ngài đủ một muôn biến, sẽ đặng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thông mắt cho người đó cả nơi cõi của hạ thân quyến sớm khuất kia đã sanh về, và trong giấc mộng Địa Tạng Bồ Tát hiện xuất thần thông lớn tự dắt người đó đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc. Nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 biến luôn đến 1.000 ngày, thời người đó sẽ được Bồ Tát sai các vị quý thân ở tại chỗ đó hộ về trọn đời, hiện đời các món ăn đồ mặc chưa giờ không có các thứ bệnh khổ, cho đến các sự tai vạ cũng không hề vào đến cửa hôn nữa, là đến nơi thanh rất đáng rồi, người đó được ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho nguyện lớn sanh thành. Là vài nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát về đời sau, như có thiện kỹ thiện nam, người thiện nữ nào muốn phát làm từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới, những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hồi chí tâm quy y hạt, đem hương hoa y phục quả táo đồ ăn uống vân vân để cũng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ, thời chỗ nguyện cầu của kỹ nam cùng người thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị trở ngại. Là vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có kỳ thiện nam, người thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn muôn ước điều nguyện, trăm nghìn muôn ước về sự hiện tại cùng vị lai, thời chỉ nên quy y chiêm ngưỡng đảnh lễ hình nhưng lễ cúng dường khen ngợi hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, được như thế thời nguyện những chi và cầu những chi thể đều thành tựu cả, lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát còn đức từ bi động nó ủng hộ mãi cho người đó trong đó chim bao lương đặng ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thập ký được trí huệ. Lại vài nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam kỹ thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối với kinh điển đại thừa, phát tâm bất cứ nguyện muốn đọc luôn tụng kinh điển ấy, giàu gặp đặng bậc minh sư thường dạy cho nhân người đó đó học tập, nhưng đọc rồi quên rồi, chẳng đến cả năm cả tháng vẫn không đọc tụng được. Những kẻ thiện nam đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển đại thừa không có công năng đọc tụng. Những hạng người này khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa y phục đồ ăn tất cả đồ ngọt của văn văn cũng dùng hình tượng Bồ Tát, dùng một chén nước trong để trực tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính gấp tay thỉnh để uống, say mặt về hướng nam, khi nước vào miệng phải chỉ tâm trinh trọng, uống nước xong phải cử ngũ tân đồ thịt tại dân phụng ngữ và các người giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam cùng thiện nữ đó trong đất chim ba gáy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên đứa nước trên đảnh của người đó, sau khi thức dậy người đó liền đã thông minh, một phen nghe đến những kinh điển đại thừa ấy liền sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên một câu kệ nữa. Tai nạn tiêu trừ lại vài nữa để Quán Thế Âm Bồ Tát về trong đời sau, như có những người nào ăn mặn không đủ cầu chi cũng không được tọa nguyện, hoặc thanh nhiều tật bệnh, hoặc nhiều sự hung sư nhà cửa không yên ổn, nguyên thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến quấy nhiễu nơi thanh luân, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người như thế đó khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên chí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến, thời những sự tai không tỏa ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, liền đặng an vui đồ ăn mạch dư dả, cho đến tất đến trong giấc mộng thấy đồ ăn ở vui vẻ khỏi hiểm nguy. Là vài nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát về đời sau, nếu có người chuyện nam thiện nữ nào hoặc nhân sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện tư, hoặc nhân sự sanh công tử, hoặc nhân việc cấp mà phải vào trong biển rừng biển đường núi, hoặc là qua sông một biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến, được thế thời đi qua nơi nào chỗ nào cũng có các quỷ vị thần hộ vệ, lúc đi đứng khi nằm ngồi đều được ăn ở vui vẻ luôn, cho đến dầu gặp loài hùm sói sư tử vân vân, tất cả các thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi chim phù đề, nếu nói về những sự mà các hàng chúng sanh thấy nghi tên của ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích, dầu
Phật giáo nói đến 100.000 kiếp cũng không hết được. Này Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà đây mở đến 100.000 kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kể rằng: ta xem địa tạng rất sức oai thần, kiếp số hàng xe khó tả trần, ta nghe một niệm chim ngưỡng lễ, trời người lỡ sự không ngăn, hạt rồng hạt thoại cùng nam nữ báo tặng sự xa vào đường dữ, khi tâm quy mạng đại sự thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, chị thơ chết mắt mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà, lớn khôn nghĩ đều không người đến đều không biết, nếu giữa đường lành ở đâu là học vị học tô đại sĩ hình, cảm thương chim lễ bị chẳng đành, 51 ngày luôn miệng niệm danh Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ thành quyến thuộc ở nơi nào, nơi nào giàu xa vô số cũng mau ra, nếu được không lui lòng kính ngưỡng thánh ký Bồ Tát bắt đầu trao phù đề vô thượng, muốn tu hành mong ra ba cõi khỏi tự sanh, người này đã phát lòng bi lớn, chức năng chim lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đón chọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngang chướng đặng, bao nhiêu công ước sớm hiên thành, có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn đổi chúng sanh khỏi thái ách, giàu lập nhượng lớn chẳng nghĩ đọc rồi quên lời buông xuất mắt, người này nghiệp chướng nói là mê, học thải thực đại thực kinh khó mọi bề, y phục ăn uống các ngọt cụ, cúng dường điệp đạo với hương hoa, dùng chén nước trong bày chút tượng, cách một ngày đem bưng lai uống, sanh lòng ân trọng cử ngũ tăng, đồ thịt đại dân cùng nối duốn, trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên làm tưởng niệm thượng nhân danh, chim bao thấy rõ tôn dung hiện thức rồi đặng liền đại chi khôn lanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nhìn bạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sự oai thần lớn, phạm giúp người kia có huệ tài, chúng sanh nhiều khốn lại ốm đau, cửa nhà hỏa hoạn người lệ nhau, ngủ mê mộng mị không an sách, còn muốn hỏng hư chẳng được nào, dốc làm chim lễ địa tặng ngài, bao nhiêu việc ác thì chung ngay, nhận đến chim bao đều an cả, quỷ thần và hộ của dư sai, muốn quay sông biển để núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đóng đường, ác thần ác quỷ mưa xá sử, nhiều nỗi gian nan khó không lường, sắp sửa ra đi đối chút tượng, cũng như kính lễ cùng chim ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng, Quan Âm lắng nghe ta nói rõ, thì tạo vô lượng oai thần đó, tâm niệm muốn kiếp vợ chẳng rồi, lòng tuyên đại sĩ đầy sức nợ, như người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống nhân y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng đương lành, nếu hay đêm công hồi pháp giới, vất ra thành Phật sanh tự khỏi, Quan Âm nên biết các tuyên bày, truyền khắp hàng xa như cõi nước, kinh địa tạng Bồ Tát bổn nguyện dẫn vào cứu độ nhân thiên, phẩm thứ 13 Đức Phật giao phó. Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoan đại ngài địa tạng đại Bồ Tát mà bảo rằng: địa tạng địa tạo thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, điện tài của ông không thể nghĩ bàn, dẫu cho các Phật ở mười phương khen ngợi thuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông, trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết đằng. Này địa tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở cung trời Đao Lợi, nơi pháp hộ lớn có trăm nghìn muôn ngốc, bất cả chốt, tất cả các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời rộng tạm bụi chúng đây. Một lần nữa đây, các hàng chúng sanh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông. Ông chớ để các chúng sanh đó bị đọa vào các vào ác đạo, dù là trừ một ngày một đêm, muốn chi là để cho chúng nó phải bị đọa vào lạc vào địa ngục ngũ vô sáng cùng địa ngục ác tỳ, mà đến nghìn muôn ngốc kiếp không lúc nào ra khỏi ư. Này địa tạng, tâm tính của chúng sanh trong cõi diêm phu đều hoành không định, phần tâm đều nguyên theo thói ác, thọ hạ có người phát tâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thói thách, còn như chuyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta chia thanh này ra trăm nghìn muôn ức để hóa độ thuận theo căn bánh của chúng nó, hầu lãnh cho chúng nó được giải thoát. Này địa tạng, hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông, trong đời sau như có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ đang trồng chút ít căn lành ở trong học pháp ban chừng sợi long mảy trần hoặc các gột nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thường, cho để họ thổi thách. Lại vậy nữa, này địa tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chỗ nát đạo, nếu khi bị đọa vào ác đạo vừa bước đến cửa ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu một kệ kinh điển đại thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt tất cả chúng sanh đó, ông nên hiện ra thân trước kệ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời hưởng những sự vui vi diệu thù thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kể rằng: đời này đời sau chúng thiên nhân, nay ta ân cần nhận bảo âm, dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng để ác đạo đọa vào trong. Bồ Tát tuân chỉ. Bây giờ ngài Địa Tạng đại Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, vui xin Đức Thế Tôn chớ lo, trong đời sau nếu có người thiện nam cùng thiện nữ, cùng kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử. Hơn nữa là nghe các việc làm nội luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thối chuyển. Hư không tạng bạch hỏi: lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên đó, vừa xong trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, được khi con đến cung trời Đao Lợi này, nghe Đức Như Lai ngợi khen ngoan thần thế lực không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát,
Trong đời sau họ có người thiện nam cùng thiện nữ nào hãy cao đến tất cả hàng trời đồng văn văn nghe kinh điển này và nghe danh từ của ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thời những thì ai được bao nhiêu điều phước lợi. Cô mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói lược vị ấy cho 28 điều lời. Đức Phật bảo ngài hư không Tạng Bồ Tát: Long nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đọc tụng dùng hương hoa, đồ ăn món uống y phục và tấu và mà bố thí cung dương ở khen chim lễ, thời kỳ ấy được 28 điều lợi như sau đây: một, các hàng trời rồng thường hộ niệm; hai, quả lành càng ngày càng thêm lớn; ba, chứa nhóm nhân vô thường của thánh; bốn, mãi không còn tối thoát đạo bồ đề; năm, đồ ăn đồ mạch món ăn dồi dào đầy đủ; sáu, những bệnh tật không đến nơi thanh; bảy, khỏi những tai nạn về lửa và nước; tám, không có bị hại vì trộm cướp; chín, người khác thấy đến sanh lòng cung kính; mười, các hàng quỷ thần theo hộ trì; 11, đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai; 12, đời sau sẽ làm con gái các hàng quân giải lại thần; 13, thân tướng xinh đẹp; 14, phần nhiều được sanh về cõi trời; 15, hoặc là mặt vua chúa; 16, có trí sáng biết rõ các vì trong những đời trước; 17, có mong cầu chi cũng đều được toại ý; 18, quý thuộc an vui; 19, các tai và bất ngờ đều dược sạch; 20, các nghiệp ác đạo đều trừ hẳn; 21, đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại; 22, đêm nằm chiêm bao an ngồi vui vẻ; 23, những người thân tộc đã chết sớm nếu có tội thời được khỏi khổ; 24, nếu về thời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng; 25, các bậc thánh ngợi khen; 26, căn tánh lanh lợi thông minh; 27, dòng lòng từ bận; 28, đốt cáo thành Phật; 7, điều lợi. Lại vài nữa này hư không Tạng Bồ Tát như hàng trời rồng vị thần ở hiện tại và vị la nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự và bổn nguyện tu hành của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà khen ngợi chim lễ, thời sẽ đặng 7 điều lợi ích: 1, mau chứng bậc thánh; 2, nghiệp ác tiêu diệt; 3, chư Phật đến ủng hộ; 4, không thoát thách bồ đề; 5, bổn lực được tăng trưởng; 6, việc đời trước đều đoạt ví phải đoạt ra thành Phật. Tại hội tăng tháng lúc đó bắt cả thuyết tất cả các được Phật và đại Bồ Tát cùng tạm bộ chúng trời đồng bất văn ở 10 phương đến dự pháp hội đó, nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lời khen tương bày sức khoai thần lớn chẳng thể nghĩa ban của ngài Địa Tạng Bồ Tát đều khen là bị chưa từng có. Lúc đó trời đã lời đuối vô lượng hương hoa thiên ý chuỗi ngọc để cũng dừng. Được Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát xong rồi, tất cả đại chúng trong pháp hội đều là chim lễ chắp tay mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát vẫn nguyện tuyển hạ hết vốn thể Địa Tạng sau nhân trong kinh, tàn tập công ngẫm ra tiền sanh đời này tụng đại thừa phước lợi vô cùng với sanh báo vạn sanh. Nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đao lộ Thế Tôn nói pháp mau, Địa Tạng công hạnh rất rộng sâu, thánh giáo mãi truyền sâu chẳng ngớt, khắp lợi trời người khỏi khổ sầu. Trời A Tu La giải soi thảy, đến nghe pháp đó nên chí tâm ủng hộ Phật pháp khiến thường còn. Mỗi vị xin tu lời Phật dạy, bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc trên đất liền hoặc hư không, thường đổi người đời sanh từ tâm, ngày đêm tự mình luôn pháp ở, nguyện các thế giới thường an ổn, phúc tí vô biên lợi nguồn sanh, bao nhiêu tội nghiệp phải được trừ, xa lìa các khổ về biên tịch, thằng dùng giới hương xoa bốc sáng, thường gìn định phục để giúp thân, hoa mộng bồ đề khắp trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Nam mô Tội Tạng Phụ Chánh Ngộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tội Tạng Phụ Chánh Ngộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tội Tạng Phụ Chánh Ngộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So Ha.